Hello anh em, thì bữa giờ đọc rất là nhiều bình luận của anh em á, thì có nhiều anh em thắc mắc là hỏi thì hiện tại là nhà Tú có bao nhiêu chiếc xe. Thì sẵn cái clip ngày hôm nay thì Tú sẽ dắt anh em đi tham quan nhà Tú. Hiện tại thì cái dàn xe nhà Tú thì nó hơi cụ bắp theo cái kiểu là rất là nhiều anh em nhận xét chê cái dàn xe nhà Tú cụ bắp. Mong anh em hiểu một điều rằng những chiếc xe mà của Tú sở hữu thì chính tay đồng tiền Tú làm ra, nên cái đó là đam mê của Tú chọn. Tuy nó đẹp hay nó xấu thì nó là cũng của Tú đúng không anh em? Thì nhiều anh em góp ý xấu thì Tú ghi nhận là xấu vậy thôi, mà xấu thiệt. Cái xăng 4K này thì mới chán anh em biết rồi, để dành mai mốt thử xe cho anh em coi á. Với lại anh em biết sao không, hiện tại khu vực của Tú muốn kiếm được cái chỗ để test xe cho anh em coi nó cũng hơi khó, nên thôi ở nhà có nhiều đất thì tự chán cái xăng ra đặng mình test chơi luôn. Mình chơi ở nhà đỡ ảnh hưởng tới người khác nữa, đỡ bị thiên hạ người ta nói là mình ra đường ảnh hưởng người khác. Ở nhà mình chơi khỏi đụng chạm tới ai hết. Rồi thì đầu tiên ha, giới thiệu những cái chiếc xe mà siêu xe bốn bánh của Tú trước ha. Đây, siêu xe bốn bánh thì chiếc này Tú không có chơi, chiếc này con Tú chơi. Thì anh em cũng biết rồi, cha chơi xe thì ra cũng cho con chơi. Đây chiếc nữa, chiếc nào cũng mua trần nha, chiếc này cũng mua trần, chiếc này cũng mua trần. Đây là bên cái dòng là bốn bánh Lamborghini chạy bằng động cơ đạp, có vừa đạp đàng hoàng chứ không có chạy bình chạy gì. Có chiếc kia nó chạy bình nhưng mà bình nó bị hư rồi, mà chiếc này đạp. Rồi thì tiếp theo đi, tiếp theo đây có một chiếc, cái chiếc này gọi là cái chiếc gì mà trong cái dòng xe mô tô mà ba bánh á, người ta hay gọi á là Gowin hay gì á. Thì xe này độ theo xì tai là hoạt hình, nên con Tú chạy thì vô quá trình chạy bị rớt rồi món này kia, nó bể rồi nó cũng xấu ha. Rồi bỏ qua ba lô. Thì đó là những cái chiếc xe mà đó giờ Tú ít giới thiệu anh em biết. Đó, xe đó là để con Tú chạy thôi chứ Tú không có chạy. Tú mà leo lên cái gãi làm hai luôn. Kẹt cái vỏ chổng nữa, mất công chở bệnh viện giá nữa. Thì mình đến lại những cái chiếc xe mà hồi đó giờ Tú sở hữu được ha. Thì những chiếc xe này tuy là nó có ngoại hình nó khác người, với lại một phần là đồng tiền Tú kiếm ra nó không được nhiều như người khác. Người khác sinh ra là ở vạch đích rồi, họ chỉ bung tiền ra là họ chơi thôi. Còn Tú tự kiếm đồng tiền ra Tú chơi nên nó hơi lủng củng chút. Kiểu như là nó chấp đầu này giá đầu kia anh em, nên nó không được đẹp. Nó đẹp trong lòng Tú là được rồi, anh em chơi xấu tùy anh em à. Tú cảm thấy nó đẹp là ok, tại đam mê của mình mà, mình mê thì mình làm thôi. Nè anh em thấy không, hiện tại ba chiếc xe Tú để ở đây khá là bụi rất là nhiều, là không có chạy tới nữa anh em. Tại vì anh em chê nó xe lỏ quá nên Tú giận quá, Tú không chạy nữa, Tú để lên luôn. Với lại nhà Tú trồng khá là nhiều nhãn, nên nhãn lá cây này kia nó rớt vào đây, mà xe nằm ở đây thì hơi bụi. Cũng khá là lâu rồi Tú mới bước chân lên chỗ này á. Ở trong nhà Tú đi ra ngoài sân hoặc là đi đâu cũng được, nhưng mà hiện tại đứng chỗ này thì ít khi nào đứng lắm. Thì cái chiếc này là chiếc hai thì nè. Trời ơi, thấy không anh em, thấy không, đụng cái tao rớt từ món cái đó. Cái chiếc này là cái chiếc gì mà hai thì 80cc á. Đó, cục máy nó thì anh em nào mà theo dõi Tú lâu rồi anh em chắc cũng biết cái cục máy này ha. Thì cái xe này nó nằm bụi này kia khá lâu rồi, thì Tú dự án là chuẩn bị là Tú cho nó lên cái kệ đặng lên nóc nhà ngồi luôn, chứ không chạy nữa, mình để dưới đất hoài chặt chỗ quá. Cũng thôi là không biết có anh em nào mua thì Tú gạ lại cho anh em chơi. Có quen bà già trai nào dẫn bà lại cân ký cũng được nữa chứ để chặt quá. Tới đây là chiếc Novo. Đó, anh em thấy vỗ tay một cái nè. Khó thấy chưa? Thì hội nó in năm gấu tay luôn mọi người. Là anh em biết cái xe này tôi để khá là lâu ha. Cái xe này thì hồi đó làm riêng cho thằng Thánh Review nó chạy, tại vì nó chạy xe số cũng được anh em. Rồi làm chiếc Taga cho thằng Thánh Review nó chạy, mà nó chạy thì Tú thấy nó chạy cũng không được luôn, nên thôi thì Tú để đây, đợi chừng nào nó lớn rồi nó biết cách xử lý khi mà gặp tình huống khó khăn thì Tú sẽ cho nó chạy, chứ hiện tại giờ nó còn quá nhỏ nó chạy không được. Thì hiện tại thì nó chỉ chạy được xe đạp điện thôi, nên Tú cũng có mua chiếc xe đạp điện cho nó chạy rồi đó. Còn xe này để đây khi nào nó lớn thì hoàn chỉnh lại cho nó chạy ha. Xe này thì máy vẫn nổ bình thường, vẫn chạy được bình thường, không có vấn đề gì á, nhưng mà tại vì không thích chạy nữa thôi. Rồi còn đây là chiếc bạc phận. Thì những chiếc xe mà Tú đem về Tú quay cho anh em coi á, thì anh em trên mạng đặt tên cho nó không à. Giống như chiếc này về cái anh em thấy có chiếc rắc màu hồng, tí Tú quay anh em coi ha, thì anh em kêu nó bằng hồng nhan. Tại vì nó không giống ai hết trơn, thì cái số phận nó hồng nhan á, anh em kêu nó bằng hồng nhan. Cái chuyến sau cái Tú mua thêm chiếc rắc này nữa, cái anh em về anh em kêu nó bằng bạc phận, cho nó trùng với cái bài hồng nhan bạc phận á. Còn chiếc này chiếc bạc phận ha. Chiếc này thì cục máy nó bình thường, cục máy 54, nhưng mà hiện tại thì Tú đang để dành tiền, Tú cho nó lên 4 van chạy, chứ cục này có 2 van, nhiều khi chạy nó cũng chưa đã nè. Với lại Tú cũng ít chạy, nó chủ yếu là nổ máy nghe đàn hơi chơi này kia thỏa mãn đam mê thôi. Tú chạy là chạy những cái xe khác không à. Đó, chiếc này là chiếc bạc phận. Rồi ở đây 3 chiếc rồi ha, 3 chiếc với 3 chiếc xe của con Tú là 6 chiếc ha. 6 chiếc vô nhà nè. Đây chiếc này là chiếc hồng nhan nè, anh em đặt tên nó là hồng nhan. Thì chiếc này là cục máy nó hơi dữ, cục máy nó là cục máy 72.
cục máy trái 72, cục máy của hẹp 303 làm. Thì cái cục máy này đợt trước chủ xe trước nói là đem đi chạy xăng bấm dây gì đó. Tú không biết cái đó là vấn đề chủ trước, còn Tú thì Tú không có đem xăng, Tú không biết. Thì hiện tại Tú làm xăng rồi, mốt Tú đem ra xăng Tú bấm luôn à. Thì nhiều anh em cũng khuyên là sao không bỏ về rồi đi bình xăng trước mà đi bình xăng sau vậy. Thì để Tú nói anh em nghe luôn, mỗi người một sở thích đúng không? Thì Tú thích đi theo cái kiểu này cho nó không có giống ai hết. Nếu mà nó giống người ta quá thì nó quá bình thường rồi, mình làm gì cho nó lạ hơn. Vậy mình bước ra đường á, người ta nói ừ chê chỗ này xấu, chỗ kia xấu thì tất nhiên là sẽ có điều. Có điều người ta chê là người ta chú ý vô cái xe mình, người ta mới biết là cái đó nó xấu, người ta mới chê. Còn mình làm giống người ta quá, mình chạy ra đường người ta chỉ ngắm thôi chứ người ta không có điểm gì để người ta đánh giá hết. Thì xe này cục máy 72, nhưng mà cái dàn hơi nó thì cũng bình thường thôi. Cái dàn hơi này thì không có bằng cái dàn hơi chiếc Giao Cắn được. Chiếc Giao Cắn dàn hơi nó mới căng. Với lại chiếc đó là tâm huyết nhất của Tú luôn á. Mặc dù Tú không có tự tay làm ra chiếc xe đó nhưng mà Tú mua lại. Nhưng mà chiếc xe đó là tâm huyết của chủ trước. Là bạn Tú á, nó bàn giao lại cho Tú, hy vọng là Tú sẽ cưng nó nhiều hơn. Và Tú cưng nó ra nhiều dáng quá rồi. Chiếc này là chiếc thứ 7 rồi ha. Thì nhà Tú thì không có gì nhiều hết trơn ở ngoài bô với phụ tùng xe nè. Anh em thấy không? Bô ha, rồi đồ tháo xe này kia. Ở dưới đây bô nữa nè. Rồi phụ tùng xe, vàng áo gì nè. Đó. Vàng áo à. Đó. Ở trên đây vàng áo nữa. Vàng áo nữa nè. Rồi bình xăng, bình nắp dao. Đó. Nắp dao ha. Bình này làm kỷ niệm để dành trung thu, cái đeo cho cổ đi chơi trung thu nè. Chứ gắn xe chạy. Cũng nhiều anh em hỏi mua mà Tú không bán nha. Ở dưới này cũng còn. Đó, vàng áo nơ nữa nè. Ở trong này nữa nè, thấy không nhiều lắm. Bánh xe nữa nè. Tùm lum chưa. Rồi. Là nãy giờ 7 chiếc rồi phải không? Chiếc này chiếc thứ 8, chiếc này vợ Tú chạy. Rồi chiếc nào không có gì đặc biệt ha. Thì anh em kêu Tú là xong mua radio cho vợ Tú chạy thì nói thiệt với anh em luôn, hỏi có chỗ nào mua Tú không, Tú bán thằng đặng Tú lấy tiền để mua radio chứ giờ Tú cũng hết tiền rồi. Thế là cái chiếc này thì để Tú dành tập bắt đầu này kia chơi anh em. Chiếc này để dành bắt đầu chơi à, nên không có làm gì ngoại hình nhiều á. Tại vì anh em biết bắt đầu lên rồi nó té rồi bể đổ dở này kia nên để cái sườn vậy thôi, để dành bắt đầu. Rồi chiếc gạt này mới lấy về. Chiếc gạt 62 mới lấy về ha. Thì cũng có mấy anh em hỏi là xong chưa, nhưng mà hiện tại nó giờ nó nằm vậy nè anh em biết rồi đó, là chưa xong rồi đó. 10 chiếc. Chiếc trong là chiếc que thầy, 11 chiếc. Chiếc trong là chiếc kỷ niệm của Tú. Ừ, anh em nào có theo dõi thì cũng biết rồi ha, 12 chiếc. Với hai chiếc xe đạp của ông Thánh review nó giục lên đó nè. Thì anh em nào mà nhà mà có làm ở bên gì phế liệu á, kêu xe tải lại phụ Tú gom ba này bán bớt chứ để chật nhà quá. Coi chiếc xe nào lỏ chở đi luôn. Nè anh em thấy không, vàng áo phụ tùng giục tá lả nè. Đó, bô dắt từ trong ra ngoài luôn. Còn cái này máy bơm thôi, cái này máy bơm xe. Còn cái này là cái đèn để mấy khi mà đi làm trễ này kia, quay clip trễ, lấy cái đèn này cho anh em quay clip cho anh em coi. Còn cái này chân quay. Có với cái này đóng nhớt nè, nhớt thì thay cho xe. Xe khách với xe nhà luôn á. Rồi, thì chiếc này là cái chiếc tâm huyết của Tú nè, tâm huyết nhất. Nên chiếc này đó giờ Tú dọn khá là nhiều. Dọn tới mấy dáng rồi đó nè, đi tới mấy cái hình dáng khác nhau rồi. Thì mỗi người ở trên mạng thì có một cái ý kiến riêng, nhiều người khen đẹp, nhiều người khen xấu rồi thì cũng không biết nghe ai, nhưng mà mình chơi theo cái ý kiến riêng của mình. Thì Tú thấy nó đẹp là được rồi. Tú là người mang đến cho anh em một cái video để xem tham khảo này kia. Thì không thể nào mà Tú làm theo được những ý kiến của anh em được rồi. Mỗi người một ý vậy, có mà Tú phải đại gia Tú mới làm nổi chứ, mà như Tú vậy làm công ăn lương mà làm theo ý anh em chắc bán nhà luôn á. Cái chiếc này thì chiếc tâm huyết nhất. Chiếc này chạy ăn cũng mấy cái rồi. Rồi cái chiếc Winner thì anh em biết là chiếc Winner là Tú để đi xa này kia. Giờ tổng cộng mấy chiếc nè? 13 chiếc xe nha anh em. Tính ra thì xe nhiều thêm. 13 chiếc này mà gom lại thì tính ra chắc không bằng một chiếc của người ta nữa. Nhưng mà tại vì cái tánh của Tú thì thích chơi của lạ nên thích nhiều chiếc thôi. Chứ thiếu mà tiền mà Tú mà bỏ ra mua những chiếc xe như vậy, Tú có thể gom lại Tú làm một chiếc cho nó đàng hoàng thì vẫn được. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà Tú thích là khám phá. Tánh Tú là tánh thích khám phá, thích tìm hiểu, tìm tòi những chiếc xe khác hơn nữa. Thì nói chung mà nhà Tú thì nó hơi bừa bộn, nó kiểu như giống như vựa da chai vậy đó. Chắc sau này mà Tú có vốn chắc Tú cũng làm cái vựa da chai quá. Đang đi thu mua da chai này kia kiếm thêm. Hiện tại da chai giờ có giá lắm anh em.
Bữa nay là cái clip này chủ yếu là giải tỏa thắc mắc của anh em nào mà muốn biết là Tú có mấy chiếc xe vậy thôi. Nhưng mà trong tương lai á thì anh em biết sao, trong tương lai Tú sẽ mua thêm nữa chứ không phải như đây đâu. Mua chừng nào mà cảm thấy mà hết chỗ dựng thì thôi. Nhưng mà giờ chưa tiền, chừng nào có tiền thì sẽ mua. Chứ một phần anh em biết tại sao không? Người ta bạn bè đông, giao thiệp rộng, xe nhiều, người ta đi quay xe người ta không à. Còn Tú thì nói chung là thằng làm thuê cút mướn mà đâu có được giao du nhiều đâu, đâu có bạn bè gì nhiều đâu mà mượn được xe, đúng không? Anh em thấy cái việc mượn xe của Tú nó cũng hơi khó khăn. Tâm ra là xe để quay cho anh em coi á, toàn là đa số là bỏ tiền túi ra mua về đặng quay cho anh em coi. Chứ mà đi mượn được chiếc xe nó khó lắm anh em. Ở chỗ Tú vẫn có rất là nhiều người chơi xe chứ không phải không, ngang chơi xe dữ hơn, dữ không á, chơi xe xe độ này kia dữ lắm. Nhưng mà hỏi mượn người ta không thích, người ta không thích quay xe người ta nên là khó mượn lắm. Vậy nên thôi, mượn không được thì mình bỏ tiền túi ra mình chơi, sẵn có cái mình trải nghiệm, sẵn có cái cho anh em xem clip luôn. Thì hy vọng trong tương lai anh em sẽ ủng hộ Tú nhiều hơn nữa, đặng có động lực mình sẽ kiếm thêm nhiều chiếc xe hơn nữa về đặng mình phá làng tiếp. Ước mơ nhỏ nhoi của Tú là được khám phá nhiều cái loại xe khác. Hy vọng trong tương lai có tiền là mua những chiếc mà trái bự hơn nữa, bô lớn hơn nữa, đặng về nạt bô phá làng. Rồi thì chiếc này chừng nào mà xong á thì Tú chiếc đẹp á, chừng nào mà xong rồi Tú quay cho anh em coi chi tiết ha. Tại vì làm dàn chân, làm đầu, làm tùm lum hết trơn, nó nhiều thứ lắm. À, với lại một phần đợi cái cặp bánh từ Tùng Đại Nhân nữa. Rồi thì trời cũng đã sụp tối thì thôi, Tú sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em với dành thời gian quý báu xem cái clip này của Tú nha. Anh em nào thích cái video này của Tú thì cho Tú xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ Tú nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Bye bye. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở clip tiếp theo nha.